Mình mang tới các bạn một cái âm ly mà mới nhất, mới ra mắt của Denon luôn. Đó là BMI 1700NE. Đây là dòng hi-fi cao cấp được ra mắt năm 2023 với cái thiết kế của nó khá là tương đồng dòng 2500NE. Và cái giá hôm nay là mình bán hàng new, nhưng mà cái giá nó chỉ là còn rẻ hơn cả hàng bãi nữa, rẻ hơn cả hàng bãi. Hàng này mà các bạn thử mua hàng bên Nhật mà xài rồi mà điện điện 100V về là chúng ta biết giá cực kỳ cao, tại vì nó rất là ít người bán lại, nhưng khi bán lại người ta bán giá rất là cao. Hàng chính hãng bên mình thì sẽ là được bảo hành 1 năm và mới 100% nha, thì chúng ta cứ mua hàng mới luôn để xài cho an tâm. Tại vì những cái con này thì dù sao là nó mới ra nên chúng ta xài hàng mới vẫn là thích hơn, không có trầy xước, không có bị bất kỳ cái lỗi nào. Con mình giới thiệu các bạn ngày hôm nay sẽ là con màu trắng và full thông số như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra và giới thiệu sơ qua, sau đó mình test nhạc nha. Giá rất là hấp dẫn, thị trường khoảng 44 triệu giá niêm yết, nhưng bên mình chỉ hơn 30 một xíu thôi. Khi khui thùng thì chúng ta sẽ có con ly rất là đẹp, đây là cái thùng của nó, thì có remote, có pin, có phiếu bảo hành, dây nguồn. Cái remote của nó là remote màu đen, cho dù là con màu đen hay là màu bạc thì remote cũng là màu đen nha. Tùy mỗi mỗi người cảm nhận, thích cái màu nào thì mua màu đó thôi. Còn về chất âm hay là về tất cả các cái gì bên trong thì nó đều như nhau nha. Màu đen thì nó sẽ phù hợp với những ai mà thích cái gam màu tối, còn màu silver thì phù hợp những ai thích cái gam màu sáng thôi. Thì cái con Denon BMA 1700NE này nó tích hợp cho mình khả năng chơi được giải mã 32 bit đi đi là một cái màn hình to để nó hiển thị cái cổng vào. Bây giờ mình sẽ thử cắm điện các bạn xem nha. Thiết kế rất là trang nhã và rất là phải nói là rất là quý tộc luôn. Vô lâm chính giữa, bát rét ba lăng, một cái màn hình lớn, một cái nút chuyển cổng. Đây mình đang có sẵn một cái dây điện này để mình cắm luôn vô. Hàng chính hãng thì điện trạm 220, chúng ta cứ tha hồ mà cắm thôi, không có sợ nhầm điện. Khi chúng ta bật nguồn lên thì màn hình nó sẽ nổi lên chữ đèn nông, và khoảng 5 giây thì nó sẽ chuyển qua cái cổng mà chúng ta đang lựa chọn trước đó. Ở đây mình đang để optical này, hai cổng optical, dưới bên đáng này cổng máy tính, phono, CD, AUX, decoder, làm một cái bao được X và R, có nghĩa là nó R vào nó. Coaxial hai cổng, coaxial một cổng. Con này thì cả cái thùng thì nó nặng hơn 20 kg, thì khoảng con lê thì khoảng 18,5 kg á. Công suất ra loa của nó là 280W cho một cặp 4 ohm và 200W cho một cặp 8 ohm nha. Rất là lớn, nó vẫn lớn hơn nhiều so với những cái dòng như là Denon 2000 hoặc là những dòng 1500, 1600. Chúng ta sẽ thấy các cái ngõ giải mã ở đây, hai ngõ cáp quang, một ngõ đồng trục, một ngõ máy tính. Các cái cầu gắn dây loa nó rất là vàng, rất là đẹp luôn. Made in Japan nha. Có nhiều bạn không hiểu, cứ nghĩ là điện 220 là made in China, không phải. Có nghĩa là một cái phiên bản nó sản xuất thì tùy cái thị trường nó sẽ đưa ra cái dòng điện khác nhau. Như thị trường châu Âu và Việt châu Á, ngoại trừ Nhật Bản thì là điện 220. Còn thị trường Nhật Bản thì nó sẽ là điện 100. Còn thị trường Mỹ là điện 120. Đơn giản thôi, chứ không phải là do hàng sản xuất tại nước nào mà đâu. Hàng sản xuất tại Việt Nam như là những con Amply Marantz 8005, không phải, Marantz 6005 á, hoặc là Amply, hoặc là đầu dài mã 6006 á. Mặc dù là nó là nội địa Nhật cũng có, nhưng mà nó vẫn là made in Việt Nam.
Còn những cái con này là made in Japan nha. Rồi bây giờ mình sẽ test nha các bạn nghe luôn, và sau đó mình kết thúc video luôn. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình, giá thì hơn 30, gọi mình để được cái giá chính xác nhất, tốt nhất. Và đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhắc đến từ kênh của mình. Thì cái con này chúng ta rất là dễ dàng ghép với những dòng loài bên Đức, Tanoi hoặc là Rebeller, hoặc là những cái dòng loài Nhật Bản như là Pioneer, Onkyo. Anh ngồi nhìn hoa châu rơi, nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời. Những đốm mắt hoa châu bừng lên cùng hoa châu rơi. Ôi đẹp làm sao màu hoa châu, đêm đêm tô son tô phấn những con đường, ôi những con đường mang nặng đau. Dòng sông nhẫn nhục đau thương, dưới ánh châu hồng anh ngồi gọi thầm tên em. Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về, đóm mắt hoa châu là hoa đắng ngày cưới. Khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu. Dòng sông chảy xuôi đêm trường, ôi những dòng sông nhẫn nhục đau thương. Dưới ánh châu hồng anh ngồi gọi thầm tên em. Rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời.
không sợ lạc loài yêu thương. Có nhau trong đời đến trường không sợ lạc loài. Mà
chúc cho người ta có anh giữ anh chỉ yêu.